Xin chào anh em nhá. Này là em Tuấn Hành Dương đây anh em ơi. Thật sự thì anh em cũng biết là bây giờ là hết mùa bổi rồi anh em ạ. Anh em mà muốn mua bổi tầm giờ rất là khó thôi. Hiện tại em Tuấn đang còn 2-3 em bổi khá là hay anh em ạ. Cực kỳ hay luôn anh em ạ. Vừa vào khám xong vì thật sự em Tuấn là đánh mấy ngày hôm nay mới được anh em ạ. Những con này là những con đều đã con nó đã tách rồi. Nhưng mà cái con nó tách ra rồi thì nó không phải lôi con nữa này nó mới bẫy được anh em ạ. Thì mấy hôm nay vừa vào cắm xong thì em sẽ test luôn cho anh em bóng bộ cực kỳ chất lượng anh em ạ. Thì nó cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Màu đổ lân mà lông mỏng đoàn dài cao cầu. Nói chung là con này em đấu em chơi mãn nhãn luôn. Thì bây giờ em sẽ test cụ thể clip trong lồng cho anh em xem. Đảm bảo anh em con này cực kỳ ưng ý anh em nhé. Anh em là nhanh tay quất luôn chứ bổi bây giờ khan lắm rồi anh em ạ. Anh em nhìn thấy chưa, con dây màu vàng này anh em này, dây vàng cam ấy anh em, lông mỏng đoàn dài cao cầu, hầu bò anh em nhá, bóng bộ cực kỳ nét anh em ạ, kiếm những con bóng bộ như này anh em gột nó mới sướng này, lanh chim anh em ạ, con này rất là gấu luôn anh em ạ, đợi hôm em bẫy nó mất là tổng cộng là 3 ngày anh em ạ, thì mới bẫy được con này, nó chơi ok lắm anh em ạ, ngoài chơi cực kỳ ok luôn. Vào lồng lộ đúng bản chất luôn, nét cầu mỏ cực kỳ đều luôn anh em nhé. Con này anh em nhìn này, quả đít cực kỳ lá luôn. Này đến nay nó rơi tầm khoảng một tuần lồng anh em ạ. Tầm bây giờ mà kiếm là con những con bổi mà nó ok như này cực kỳ ít rồi anh em nhé. Nên là anh em cứ cân nhắc là nhanh tay không là lại mất lượt anh em ạ. Con này em Tuấn Hải Dương giao lưu anh em với giá là 2,5 triệu anh em nhé. Con chim này thì không phải miêu tả nhiều rồi, anh em cứ xem clip là thấy cái độ chất của nó anh em ạ. Chứ mấy ông này bán clip bóng bộ các thứ thì em thật là không tính tiền anh em ạ. Clip bóng bộ hay kè búng họng nhẹ tí mà tinh đây tiền thì em thật là những con ấy anh em mua làm gì, chắc gì nó chơi được đâu anh em ạ. Cứ phải những con clip nó phải ok một chút anh em về nuôi nó mới ổn áp được anh em ạ. Cái hàng này anh em mà gột giàn giáo các thứ thì rất là ok rồi anh em ạ. Anh em kết thì Zalo trực tiếp cho em Tuấn Hải Dương nhé.